Xin chào các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu đính thờ làm từ chất liệu đồng vàng và màu vàng mộc. Ở đây các bác thấy đây có tất cả các phụ kiện ở đây. Và bộ đính thờ và phụ kiện này sẽ phù hợp với kích thước ban thờ 1m97 và rộng 97cm. Các bác thấy toàn bộ đính này cho đến phụ kiện này đều cùng một màu. Đây là màu đồng luôn đấy ạ. Vì tất cả những cái sản phẩm này bên em hoàn toàn chế tác thủ công. Và các bác nhìn thấy là chất liệu đồng vàng này, màu vàng mộc này, nhìn rất bóng á và sáng. Đây là màu đồng luôn các bác nhé. Bên trong như thế nào thì bên ngoài nó như vậy luôn đấy ạ. Thì ngoài ra thì em sẽ phân tích rõ cho các bác để các bác có thể mà cách bày trí làm sao cho phù hợp trên không gian thờ nhà mình. Thứ nhất, bộ đính. Thông thường bộ đính sẽ được đứng giữa trên bàn thờ và đúng vào trọng tâm luôn đấy ạ. Và bên cạnh bộ đính là hạt ngậm sen đứng trên lưng rùa, sẽ chầu hai bên bộ đính là sẽ được ở giữa đấy, và sẽ không thể thiếu được là hai lọ hoa và bông hoa, bó hoa sen đồng này. Thì các bác thấy đây, em đã bày trí cho các bác thấy rồi ạ, rất đẹp đúng không ạ? Và ngày xưa ông cha ta có câu đông bình tây quả thì sẽ không thể thiếu được chiếc mâm bồng. Mâm bồng ở đây các bác có thể đựng hoa quả hay là đựng bánh kẹo đấy, để khi mình dâng lên bàn thờ gia tiên nhìn trông rất đẹp đấy ạ. Đây là chiếc mâm bồng này ạ, có khắc chạm chữ phúc và các họa tiết hoa văn được khắc chạm nổi đấy ạ. Trên bàn thờ thì sẽ không thể thiếu được bát hương để mình có thể dâng, mình cắm hương vào trong cái ngày lễ ngày Tết thì nó sẽ phù hợp hơn và rất là khang trang. Nhất nữa là đặc biệt nhất là khi các bác sử dụng những cái bát như là bát sứ hay là bát gốm thì trong quá trình sử dụng thì sẽ dễ bị nứt vỡ. Điều này rất kinh kỵ trên khi mà mình trong việc thờ cúng nha các bác nhé. Đây, bên em có mẫu bát hương bằng đồng đấy ạ. Các bác nhìn này, mẫu mã này mà đường trước là được khắc chạm mặt song long và đường sau được khắc chạm mặt phượng đấy ạ. Đây, khi các bác sử dụng những cái bát hương bằng đồng này dâng lên bàn thờ gia tiên thì không phải lo về quá trình như là thời tiết hay là co giãn dạng nứt thì sẽ không có đâu các bác nhé. Nó sẽ hạn chế được cái phần đấy so với các bác sử dụng các đồ gốm sứ. Bên cạnh đấy, để không gian thờ nhà mình có thể được gọn gàng hơn thì bên xưởng nhà em đã làm cái ống hương. Cái ống hương này các bác nhìn này, có chữ phúc này, được khắc chạm nổi này và được cày xung quanh này. Đây các bác thấy rất đẹp và dày dặn nhé. Các bác có thể để hương vào đây. Đấy, rất gọn gàng nhé các bác nhé. Và mỗi ngày lễ này, ngày Tết này thì các bác sẽ dâng lên bàn thờ là không thể thiếu, đó là nước và rượu. Thì các bác thấy đây là bộ ngai chén đấy ạ. Bộ ngai đây là bộ ngai 5 chén các bác nhé. Và cuối cùng của bộ đính thờ là hai chân nến. Hai chân nến tượng trưng cho là mặt trăng và mặt trời. Ngoài ra còn có yếu tố là sẽ thắp sáng đường đi, những cái con đường sự nghiệp cho con cháu. Đấy, các bác thấy đây. Và đặc biệt nhất cái chân nến này là sẽ được khắc chạm rồng phượng trên đĩa nến. Và được khắc chạm cực kỳ là nổi và sắc nét. Còn phần dưới là sẽ được khắc chạm tứ linh. Đây là toàn bộ những phụ kiện cộng với lại đính thờ mà em đã giới thiệu đây các bác. Có bác nào muốn quan tâm sở hữu cho mình để mình dâng lên bàn thờ gia tiên thì để lại số điện thoại phía dưới hoặc liên hệ với số online 0836173950 để được em tư vấn kỹ hơn cho các bác. Em cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của em.